Ít chắc được 1 ký rồi, 1 ký giờ 23.000 này, đúng không? 23.000, 22.000, 23.000 gì đấy, đấy, đây. Thì nói chung là nhặt cái này là hơi bẩn đấy các bạn nhé. Muốn có được một có được cái, chào các anh em đã xem kênh của mình nha. Nay mình sẽ đi vui cho các bạn coi mình đi nhặt vườn quả điều của mình nhé. Thì lần trước mình có nhặt rồi thì bữa nay thì vẫn còn một ít để nhặt thu bói điều đây này. Đây là cái quả điều của mình nhé. Đây là quả điều của mình thì nó cũng bị bệnh rồi, có một số trái nó bị bệnh nhưng mà vẫn có hái được một ít. Thì cái này không phải là hái mà là mình nhặt thôi, mình thấp lắm. Đấy, cái quả của nó đây. Rồi bây giờ cái chỗ này thì mình đang nhặt để nhặt được một ít, chắc được 1 ký rồi. 1 ký giờ 23.000 này, đúng không? 23.000, 22.000, 23.000 gì đấy. Đấy. Đây. Thì nói chung là nhặt cái này là hơi bẩn đấy các bạn nhé. Muốn có được một có được cái hạt điều để ăn không phải dễ đâu. Đây. Mình nhặt cho các bạn coi này. Đó, mình bóc lấy cái hạt này ra. Lấy hạt. Đây. Mùa này nó sắp hết mùa rồi, bị bệnh, có cây thì vẫn bị bệnh. Đợt trước cái cây này là cũng bị bệnh mà mình phun thuốc đấy. Nói chung là nhặt được có ít, nhặt thu bói. Rồi. Cái đấy thì chưa, cái đấy chưa nhặt. Tính như mình rung luôn. Trên này cũng có này, này cũng có ít. Để thu bói thôi. Đây, ít đây. Cái điều đây. Quả điều. Đây mình nhặt đi, nó rụ xuống rồi. Tí nó nhặt. Nói chung là đợt trước mình có phun thuốc cho nó rồi đấy. Bây giờ vẫn còn bị bệnh nữa. Thu bói cũng được một ít. Những cái cây đấy đợt trước là mình cũng đã phun thuốc rồi. Thì ở trên đấy thì lần trước mình có hái một số lần rồi, thì cây có hơn 1 năm 2 năm gì đấy bắt đầu thu bói. Thì đây cái cây đây lần trước bị bệnh, giờ nên là bắt đầu bị bệnh tiếp. Con này chết kê gớm luôn, phun bao nhiêu lần là vẫn bị bó tay rồi. Này thì không có thu nhé. Bên đấy có thu bên đấy đâu. Thu được có mấy cây bên đấy thu bói nhặt chứ đủ tiền mua xăng. Cái này được tự mình phun. Giờ nó cũng đang ra quả này, ra hoa này, không biết là cái quả này nó có đậu không chả biết. Đấy, hoa nó vẫn còn. Sao lại không biết nữa. Cái đấy được trước rồi, đây mình đã ấy rồi, nhặt rồi. Bây giờ nhặt điều đấy nhé.